Rồi hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cái bài viết cũng lâu rồi về về mặt dinh dưỡng mà mình muốn đặt cái tên của cái bài chia sẻ này của mình gọi là dinh dưỡng soạn soạch. Soạn soạch đó, theo mình hiểu cái khái niệm nó gọi là thay đổi liên tục, thay đổi không có không định hướng và chúng ta bị mất phương hướng. Thì đối với cái mặt mà gọi là ăn gì cho tốt á, ta gọi là dinh dưỡng á. Mà dinh dưỡng thì clip trước mình đã có một cái định nghĩa sơ bộ về 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 dinh dưỡng để các bạn hiểu được. Tại vì các bạn sẽ không bao giờ tìm được cái định nghĩa đó một cách chính quy chính thức từ một cái trang web nào. Thì có thể mình chưa tìm được ha, cho nên là bạn nào có thể có thì bạn comment thì mình. Thì đây là một cái bài viết của một bài báo mà cái link các bạn có thể bạn quét quét mã đây thì bạn vào link ha. Rồi. Thì đây là một cái câu chuyện của một số món ăn quen bị gạt khỏi danh sách thực phẩm lành mạnh của FDA. Thì FDA đó là một cái cơ quan rất là quan trọng của Mỹ quản lý về mặt mặt thực phẩm. Do đó là họ luôn luôn họ đưa ra những khuyến cáo và dĩ nhiên họ luôn luôn đi chậm hơn các nghiên cứu và bị tác động của nhiều bên. Thì họ là cơ quan quản lý mà, cơ quan quản lý là luôn luôn bị tác động của nhiều bên. Do đó là họ phải cân bằng giữa cái lợi ích và cái không lợi ích của các bên, sau đó thì họ mới có thể họ đưa ra một cái bộ tiêu chí. Thì cái bộ tiêu chí này nó cũng khá hơn so với bộ tiêu chí hồi xưa, mà khi các bạn xem là sau 2 thập kỷ có nghĩa là 20 năm thì FDA mới mới thay đổi cái bộ tiêu chí này. Do đó là 20 năm thì có rất là nhiều chuyện xảy ra. Các bạn thấy là cái công nghệ phát triển như vũ bão. Bạn có Facebook, bạn có TikTok, bạn có YouTube, bạn có tất cả mọi thứ, mọi cái trong vòng 20 năm qua, mà chỉ có một cái duy nhất là bạn không biết ăn gì. Bạn hiểu không? Không biết ăn sao cho đúng. Cho dù là cái nền tảng của mạng xã hội nó rất là mạnh, nó cực kỳ mạnh. Nhưng mà tất cả những cái thông tin về mặt dinh dưỡng mà bạn có thể bạn thu thập từ trên đó đó, bạn coi chừng là nó sai, hoặc là các nghiên cứu về 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 mặt dinh dưỡng nó cũng phức tạp lắm, nó có nhiều cách làm nghiên cứu mình sẽ giải thích sau. Nhưng mà về mặt cơ bản là bạn chỉ có toàn lời khuyên không à. Ở trên mạng á, bạn có hai thứ thôi, bạn có lời khuyên từ chuyên gia nào đó và lặp đi lặp lại các lời khuyên từ chuyên gia nào đó của nhiều bài báo khác nhau, thì người ta lấy nguồn, ta không trích nguồn gì đó vân vân, mà bạn không biết bằng chứng nó nằm ở đâu. Tối thiểu cái bằng chứng là ví dụ trong nghiên cứu khoa học á, thì chúng ta có một cái cách nghiên cứu khoa học riêng về mặt mặt liên quan đến con người ha, thì chúng ta chỉ có một cái cách đơn giản và độ chính xác tương đối cao khoảng 95% là bạn bạn có một cái thực phẩm nào đó mà bạn nghi ngờ, hoặc một nhóm thực phẩm nào đó bạn nghi ngờ, thì bạn phân bố cho hai cái nhóm người ngẫu nhiên và dĩ nhiên nếu mà có quy mô của số người đó là hàng triệu người thì cái độ chính xác nó càng cao, cái độ tin cậy càng lớn. Và sau đó là bạn cho nhóm người thứ nhất, dĩ nhiên là tất cả mọi người đều ngẫu nhiên và tất cả mọi người đều không biết gì hết. Trong cái nghiên cứu quan trọng nhất á, là yếu tố ngẫu nhiên. Rồi sau đó một nhóm sử dụng cái thực phẩm này, một nhóm sử dụng thực phẩm kia, rồi sau đó người ta sẽ đo các chỉ số bằng các thiết bị, thì dĩ nhiên trong các thiết bị nó vẫn có sai số, trong những lời khai báo của mọi người vẫn có sai số, và tất cả những cái sai số đó thì các nhà khoa học có những cái mô hình để mà giảm thiểu những cái sai số đó. Tuy nhiên cái độ tin cậy của chúng ta sẽ không bao giờ là 100% vậy đó. Nó cũng giống như là bạn đo một cái hộp nào đó, bạn lấy một cái thước bạn đo, thì cái thước đó đó là nó có đúng hay không cái đã,
Mà để biết được cái thước đó đúng á, thì bạn phải đem cái thước đó lên cái trung tâm đo lường của chúng ta ở đây á, là chúng ta đo với cái thước chuẩn. Nhưng mà để mà trung tâm đo lường của chúng ta đo với cái thước chuẩn đó, à, có cái thước chuẩn á, thì trung tâm đo lường chúng ta lại phải cầm cái đó lên cái nơi lưu trữ cái thước chuẩn trên thế giới để mà chúng ta lấy cái thước chuẩn về. Và mỗi lần đó nó đều có sai số. Do đó là các nghiên cứu khoa học nó luôn luôn có sai số, nó luôn luôn có những cái ngoại lệ à, bất thường, nó đến từ những yếu tố mà chúng ta không kiểm soát được. À, vậy cho nó đơn giản. Rồi. Và vì rằng là mạng xã hội nó phát triển quá mạnh và chúng ta có toàn lời khuyên không có bằng chứng. Bạn muốn bằng chứng có nghĩa là cái lời khuyên đó rồi kích dẫn, nó gọi là nguồn á, nguồn á, nó trích dẫn từ đâu? Nếu mà bạn bạn có nghi ngờ hoặc là bạn không hiểu hoặc là bạn bạn chưa có nắm vững thì các bạn có thể bạn đọc lại cái nguồn đó để mà bạn có thể có kiến thức nó sâu hơn, mặc dù là cái việc đọc lại cái nguồn đó nó có thể bắt bạn phải có kiến thức ngoại ngữ một chút, hoặc là tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hoa vân vân. Thì nhưng mà phải có nguồn cái đã, và phải có link. Thì đây là cái cách mà các bài báo viết mình thấy là vậy là vô trách nhiệm, tại vì khi mà người ta khuyên bạn là ăn ăn thịt đỏ và ngày xưa thì đó là cái lời khuyên gọi là mông lung vu vơ, mà nếu mà các bạn nghe theo thì có thể ngày hôm nay là các bạn đang 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 hứng chịu cái căn bệnh gút, hoặc là bệnh tim mạch, hoặc là bệnh bệnh vân vân, nhiều loại bệnh lắm. À, trong thịt đỏ nó có nhiều loại bệnh lắm mà. Rồi thì cái việc mà cơ quan FDA này á, nó họ định nghĩa ra một cái khái niệm về chữ lành mạnh, nó healthy á, là để mà giải quyết một số những cái vấn đề nó cực kỳ khó khăn về về mặt dinh dưỡng. Là tại vì bạn biết á, ngày hôm nay á, đối với lại người Mỹ á, trong một cái nghiên cứu gần đây ha, trong một cái nghiên cứu gần đây thì là 80% dân số Mỹ là béo phì. Bạn tự tưởng tượng ha, ở Việt Nam của chúng ta là con số nó thấp hơn rất là nhiều, 1/3, nhưng mà chúng ta đang trên đường trên đường là phát triển ha. Thì trong cái 80% dân số bị béo phì đó, mình xin lỗi đó là 800 dân số 1% dân số không ăn đủ rau, mình xin lỗi, không ăn đủ rau ha. Mình nhắc lại đây, 80% dân số Mỹ không ăn đủ rau và có khoảng 42% người trưởng thành bị béo phì và 18% trẻ em béo phì. Rồi. Và do đó rằng á, là cái chuyện mà bây giờ đến cái chuyện cân bằng á, là bây giờ nếu mà không cải thiện sức khỏe cho người dân á, thì là gánh nặng sẽ rớt về cái phần của hệ thống y tế, hoặc là rớt thẳng về phía người dân, tại vì hệ thống y tế của bên Mỹ mình không quá rành đâu ha, nhưng mà nó có chi phí rất là cao chứ nó không phải là chi phí thấp. Do đó là họ bắt buộc tới một thời điểm nào đó thì người Mỹ bắt buộc phải 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 có những kiến thức nó tốt hơn về mặt dinh dưỡng để hạn chế cái bệnh mãn tính. Thì cái bệnh mãn tính là một cái bệnh gây gánh nặng cho xã hội, là tại vì nói đúng ra là nếu mà anh dùng cái sức khỏe đó để mà anh đi anh sản xuất, anh xuất khẩu, anh làm gì đó anh làm, nó vẫn đỡ hơn là anh dùng cũng số tiền đó để anh đi chữa chữa bệnh. Và dĩ nhiên vì rằng là các nhà công nghiệp họ họ bán những cái thực phẩm đó, mình nói ví dụ đi, sữa chua, đây sữa chua có đường không còn là thực phẩm lành mạnh, thì cái câu chuyện là cái nhà sản xuất sữa chua có đường này á, và nhà là bao gồm là nhà sản xuất sữa chua, nhà sản xuất đường, các nhà máy, các nhà sản xuất công nghệ, các nhà sản xuất thiết bị vân vân, thì họ đều có những cái mối liên kết về cái lợi ở đây hết. Do đó rằng là đối với họ thì đây là một cái thời điểm mà họ sẽ phải thay đổi cái sản xuất của họ, họ thay đổi cái quan điểm của họ để mà họ tồn tại, còn nếu không thì họ có thể họ sẽ không tồn tại nữa. Và ở trên này để được dán nhãn là mạnh ha, thì các thực phẩm đó cần phải
đáp ứng một cái nhu cầu nào đó, một cái yêu cầu nào đó, vân vân. Nhưng mà mình không có muốn đọc, tại vì các bạn có thể đọc mà, mình đâu cần phải giải thích cho các bạn về 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 cách đọc này đâu. Nhưng mà nó phải có hạn mức cụ thể ở một số chất, đặc biệt là bạn thấy cái nào để ở đầu là nguy hiểm ha? Chất béo bão hòa, cholesterol và muối. Đây, chất béo bão hòa, cholesterol và muối. Cái bài viết này nhấn mạnh về cái chuyện đó. Thì tại vì bạn biết là chất béo bão hòa và cholesterol và muối á, là ba cái thực phẩm nó gây bệnh tim mạch. Ai cũng biết chuyện này hết. Mình không cần phải là bác sĩ nữa, mình cũng biết cái chuyện này luôn. Rồi, do đó mình phải hạn chế cái này. Nhưng mà hạn chế như thế nào, hạn chế làm sao? Và chỉ có cách hạn chế qua thực phẩm thôi. Nhưng mà nó có một cái vấn đề đó là, ví dụ như mình nói với các bạn là muối đi. Muối ẩn. Muối ẩn là có loại muối mà người ta bỏ vô mà thậm chí bạn không biết luôn. Là tại vì mình nói ví dụ như là ở dưới này, mà chút xíu đó bạn sẽ thấy là bánh mì dưới này. Dưới này có bánh mì, đây bánh mì trắng. Không được coi là lành mạnh nữa, này bánh mì trắng nè. Là tại vì sao? Nó chứa hàm lượng muối cực lớn. Thì cái câu chuyện về muối ẩn ở trên này á, có nghĩa là bạn ăn một cái thực phẩm vào và bạn sẽ không bao giờ bạn biết ở trong đó là nó có bao nhiêu phần trăm muối đâu. Mà bạn không cảm nhận được vị mặn nhiều là tại vì cái cấu trúc của cái thực phẩm nó làm cho bạn không cảm nhận được cái muối nó nằm ẩn ở trong đó. Cái cấu trúc khô, ví dụ như của bánh mì là cấu trúc tương đối khô, cho nên là bạn ăn vô rồi thì bạn khi bạn nuốt vô rồi á, thì là cái muối nó sẽ hòa tan chứ trong ở trong miệng với nước phần nước miếng ít ỏi của bạn thì bạn không cảm nhận được cái độ mặn. Hoặc là phần còn lại là đồ hộp, những cái thịt hộp hay là cá hộp vân vân, thì người ta phải bỏ một lượng muối khá lớn vào để người ta bảo quản và chống lại các vi khuẩn có hại. Do đó là nó cũng là tương đối là dễ bị ẩn đi mà bạn không thấy. Do đó là bạn nghĩ là bạn có thể mình ăn, mình nói ví dụ ha, mình ăn một ổ bánh mì cộng thêm ổ bánh mì ngoài chợ chúng ta đó, ổ mì thịt ngoài chợ chúng ta đó, thì người ta là trong ổ bánh mì đó người ta xịt thêm nước tương hoặc là thêm nước sốt có trong các thực phẩm khác như là thịt hay là pate, nó đều có muối hết, tất cả mọi thứ trong đó đều có muối hết. Do đó cái tổng lượng muối mà bạn ăn một ổ bánh mì là cực kỳ lớn, lớn lắm. Rồi sau đó là tới mình nói ví dụ về chất béo bão hòa đây đi. Nó cũng ẩn được. Nó cũng ẩn được hết. Rồi cholesterol. Cholesterol thì thật ra là bạn hoàn toàn mà không có cảm nhận gì hết. Bạn phải tưởng tượng là bạn hoàn toàn bạn không thể cảm nhận cholesterol là gì. Bạn có thể bạn cảm nhận được chất béo. Nhưng mà khi mà chất béo bão hòa á, khi bạn ăn ở trong một cái miếng thịt chứa rất nhiều chất béo. Bạn có thể sợ là thông tin này rất là rõ ràng và mình cũng không cần đưa con số ra đây. Nhưng mà cái miếng thịt á, thậm chí là một ly sữa gọi là full cream á, nguyên 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 béo á, là cái ly sữa đó chứa rất là nhiều chất béo, nhiều lắm. Và bạn đọc trên bao bì, bạn có thể bạn thấy là nó có thể nó chứa hàm lượng protein bao nhiêu đó, hàm lượng béo bao nhiêu đó, bạn đọc trên bao bì. Và chỉ có cách bạn đọc trên bao bì thì ngày hôm nay thì bạn mới hy vọng là đỡ thôi. Còn tại vì tại tại cái lý do mà bạn không cảm nhận được nhiều chất béo á, là tại vì người ta nhũ hóa. Hoặc là kèm tinh bột. Rồi. Trong cái sữa, đặc biệt là sữa bò của chúng ta á, mà chúng ta uống thì là các nhà sản xuất sẽ sản xuất vắt sữa từ con bò, sau đó vận chuyển vân vân, nhưng mà cuối cùng họ sẽ qua một cái quá trình nó gọi là quá trình đồng hóa. Đồng hóa hoặc là nhũ hóa nó hơi hơi giống nhau, nhưng mà thôi mình nói đồng hóa ở đây cho nó đơn giản, có nghĩa là bạn có một đồng hóa, có nghĩa là vậy nè, là bạn có mình xin lỗi, đồng hóa có nghĩa là bạn có một cái hạt chất béo. Đây, cái hạt chất béo này là ví dụ bạn nhỏ một giọt dầu trên mặt nước á, là bạn sẽ thấy liền là có một cái hạt chất béo là nó sẽ hồi lại. Rồi sau đó người ta nhũ hóa hoặc là đồng hóa, là cả hai cái đó đều cắt cắt rất nhỏ cái hạt này ra. Họ dùng thiết bị họ cắt ra. Dĩ nhiên thiết bị này là những thiết bị chuyên dụng ha.
Do đó rằng là bạn không thể nào cảm nhận được một hạt béo, mà bạn chỉ có thể cảm nhận được những cái hạt béo nhỏ 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 xíu này thôi. Rồi, và do đó rằng cái cảm giác mà mỡ của bạn nó khác hoàn toàn với là bạn bạn ăn một miếng gọi là một cục mỡ heo chẳng hạn vậy, bạn ăn không nổi, nhưng mà khi bạn uống một ly sữa thì bạn uống nổi. Đó là cái đặc trưng của cái những sản phẩm đã qua chế biến ha. Hoặc là khi mà bạn kèm tinh bột, là đơn giản, cái món đơn giản nhất mà chúng ta rất là gọi là nghiện á, có nghĩa là món khoai tây chiên. Đây là một món gây nghiện đối với lại tất cả các thế hệ, chứ không phải chỉ là thế hệ của mình hay chỉ là thế hệ khác, tại vì họ có một cái tuyệt chiêu trong đó, ở trong cái món khoai tây chiên. Thì bạn ăn vô nó, họ chiên trong dầu, mà đa số là dầu đó là dầu cọ ha, dầu cọ cũng là chất béo bão hòa ha, thì bạn sẽ không có cái cảm giác, hoặc là cái cảm giác bị hạ đi rất nhiều khi mà bạn có muối ở trong đó, bạn có sốt trong đó, rồi bạn bỏ vào miệng bạn nhai những cái miếng khoai tây chiên đó. Thì này là chính là những cái chất béo bão hòa ẩn, hoặc là cholesterol ẩn, hoặc là dầu ẩn, vân vân. Thì những cái này á, là nó cộng dồn với một ngày á, thì cái con số đó là con số khổng lồ. Thì ở Việt Nam mình ngày hôm nay là cái hướng dẫn cũng chưa có được rõ ràng, nhưng mà người ta khuyên á, là phải dưới 25 gram chất béo bão hòa. Rồi, các bạn cộng tới cộng lui ha. Thì bạn biết là một gói mì gói là có bao nhiêu gram dầu, bạn đọc trên bao bì là bạn có liền thành phần dầu của một gói mì là bao nhiêu, và bạn ngồi bạn xem, nếu mà bạn ăn ăn một gói mì, tại vì mì á, khi mà bạn bạn xem các chương trình thời sự á, mì gói á là được chiên bởi dầu cọ nha, bạn nên nhớ nha, nó là dầu cọ chứ không phải là dầu hướng dương hay là những cái dầu khác đâu, tại vì cái đặc tính của dầu cọ là điểm bốc khói nó cao, nó chịu được lâu, và nó ít bị oxy hóa, nó không có tạo mùi hôi cho cái mì gói của chúng ta. Do đó là cái việc sử dụng dầu cọ là một cái việc sống còn đối với những nhà chế biến thực phẩm. Thậm chí rằng là các đồ ăn chiên xào của các bạn á, các bạn có để ý vậy nè, nếu mà một cái cách mà bạn phân biệt được cái chất béo bão hòa và chất béo không bão hòa á, mình sẽ xuống như này trước để mình nói, tại vì nhân tiện đây mình nói cho các bạn. Cái chất béo không bão hòa mà người ta hay gọi là dầu á, thì bạn để một hũ dầu ở đây này, dầu ăn ha, có nghĩa là không bão hòa hoặc là không có biến tính trans fat á, thì bạn để vào tủ lạnh thì nó vẫn lỏng nha. Nó có thể kết tinh nhẹ nhưng mà nó vẫn lỏng. Còn mà dầu bão hòa bạn để vô trong tủ lạnh thì là nó sẽ đông đặc lại. Là thường thường khi mà đông đặc á, thì các tinh thể nó sẽ tạo thành một cái phản xạ ánh sáng có màu trắng. Rồi, nó sẽ đông đặc thành khối luôn. Và cái một cái ví dụ rất là đơn giản, bạn chỉ làm một cái ví dụ này bạn sẽ thấy ngay, nghĩa là bạn ở ở ngoài người ta hay bán những cái loại, bạn đi ăn hủ tiếu hay gì đó đó, bạn kêu về đó, thì bạn sẽ có những gói sa tế, hoặc là bạn sẽ có những cái gói gia vị mà người ta làm. Thì bây giờ bạn đem bạn bỏ tủ lạnh, và bạn khi mà bạn lấy ra đó, thì bạn sẽ thấy rất là rõ rằng cái gói gia vị nó đông lại. Trong khi á, mà ví dụ như bạn vẫn làm sa tế, mà làm sa tế từ cái dầu hướng dương hoặc là dầu ở nhà thì sẽ không gặp tình trạng đó. Do đó là cái người sản xuất ngày hôm nay á, khi mà bạn ăn đồ ở ngoài á, thì người ta bắt buộc phải xài lại dầu cọ, dầu nào mà rẻ nhất. Nói chung là dầu nào đối với họ cũng như nhau nè. Mà hiện giờ dầu rẻ nhất trên thị trường là dầu cọ. Họ không có lựa chọn. Họ làm kinh doanh chứ họ không phải là làm nhà hàng hoặc là bán những sản phẩm healthy tốt cho sức khỏe này nọ, không phải. Họ không, cái nghĩa vụ của họ là kinh doanh. Và do đó mình nói với các bạn cái câu chuyện này á, là để mà các bạn hiểu rằng á, là kinh doanh á, là họ có cần về mặt lợi nhuận.
Và đa số những cái món mà ngày hôm nay trên thị trường mà các bạn ăn mà nó ngon á là được xây dựng trên lợi nhuận chứ không phải là xây dựng trên trên sức khỏe của các bạn. Điều đó là hiển nhiên. Tại vì bạn ăn mà dở quá thì làm sao mà các bạn quay lại thì người ta kinh doanh người ta thất bại thì sao? Do đó là họ họ không có cái khái niệm là dinh dưỡng, mà bản thân người đầu bếp hoặc bản thân người chủ có thể họ ăn uống dinh dưỡng hơn, nhưng mà vì nếu mà đứng ra mặt kinh doanh thì họ không thể họ làm cho nó được, là tại vì nó sẽ phá sản. Có những cái tình huống của kinh doanh healthy thì mình thấy cũng không không quá bền vững. Và ngày hôm nay khi mà bạn thậm chí là bạn ăn chay ha, ăn chay có nghĩa là bạn mua đồ ăn chay, mình phải nói chữ mua ha, thì họ cũng dùng dầu cọ thôi, tại vì đây là cái dầu cọ rẻ nhất mà họ đâu có quan tâm. Và thật ra là nhiều người là họ cũng không biết đâu. Do đó là họ cũng sẽ dùng dầu cọ để cho nó an bình cuộc đời của họ, cho nó rẻ tiền hơn chút xíu. Có những chỗ nào mà người ta công khai á, bạn vô bạn hỏi người ta có dám công khai cái dầu mỡ mà họ sử dụng hay không, thì đó là một câu chuyện khác ha. Rồi. Nhưng mà cái điều này rất là có hại cho thị trường, là tại vì chúng ta Việt Nam, chúng ta là không có dầu cọ nha, không sản xuất dầu, thậm chí là dầu các loại dầu cọ hoặc là dầu hướng dương mình cũng chúng ta cũng không có nhiều những sản phẩm đó đâu, dầu hạt cải vân vân chúng ta không có, chúng ta không có nhiều những cái sản phẩm đó. Do đó là đa số là chúng ta phải nhập khẩu. Rồi mà bạn nghĩ sao mà một cái dầu nhập khẩu còn rẻ hơn một cái dầu mà chúng ta sản xuất trong nước nữa, thì điều đó là điều tương tự đối với là những cái sản phẩm khác. Sau này mình sẽ kể cho bạn nghe về những câu chuyện đó đó sau. Rồi thì ở đây mình mới kết luận lại một cái câu chuyện á, là thứ nhất là bạn khi mà bạn quan tâm đến dinh dưỡng á, một cái thời điểm nào đó trong cuộc đời của bạn thôi, và bạn cũng không cần phải nghe mình. Tại vì những điều mình nói là những điều thuộc về quan điểm của mình, có một chút xíu yếu tố về mặt nghiên cứu, về mặt này mặt nọ, mà mình cũng không phải là chuyên gia dinh dưỡng, mình cũng không phải là bác sĩ, mình cũng không phải là một người có nhiều kinh nghiệm vài chục năm ở trong cái ngành dinh dưỡng này. Và do đó rằng á, là mình chỉ nói dựa trên cái mặt logic của một cái vấn đề mà mình nhìn nhận được thôi. Thứ nhất á, mình kết luận lại là dinh dưỡng luôn đi sau kinh tế. Rồi. Có nghĩa là cái hành động á, mà mình nói ví dụ như nè, bạn đang trong một cái dự án gì đó bạn rất quan trọng, rất này rất nọ, thì bạn sẽ sẵn sàng và ăn những thực phẩm gọi là nó hơi junk food chút xíu, nó có cái chữ gọi là junk food thôi. Là đồ đồ mình dùng từ 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 cái từ gọi là từ bình dân, nó gọi là đồ lụi, ăn đại cho xong. Cho nên là cái việc mà bạn quan tâm đến dinh dưỡng á, là cơ bản nó là cái điều cuối cùng trong cái gọi cái list priority, list ưu tiên của bạn. Dinh dưỡng là luôn luôn là điều cuối cùng. Rồi nhưng mà kinh tế có giải quyết được chuyện, kinh tế có chữa bệnh được không, gọi là chữa bệnh đến đâu, đến đâu. Rồi ví dụ nha, mình nói bây giờ bạn đi làm, bạn có rất là nhiều tiền rồi, ok, chuyện nó không có vấn đề gì hết. Rồi đùng cái ngày bạn đổ bệnh vì bệnh cao huyết áp đi, thì bạn bệnh nè, bệnh mãn tính nha, mình nói bệnh mãn tính cho mình không nói bệnh cấp tính nha. Thì bắt đầu bạn đi khám, đi chữa, sau đó uống thuốc, uống thuốc không xong, rồi sau đó là bạn đi giải phẫu, rồi bạn vẫn tiếp tục đi uống thuốc. Rồi sau đó là lại quay về câu chuyện theo dõi coi còn không. Rồi, đây là một cái vòng vô tận, cái vòng này gọi là vòng vô cực nha. Bạn không bao giờ bạn thoát khỏi cái vòng này hết. Tại vì một khi mà bạn đã bị bệnh mãn tính rồi là bạn không thoát ra. Và nhiều người dần dần họ sẽ hiểu rằng á, là cái việc mà bạn uống thuốc ở đây á, là một cái việc không có lợi cho cơ thể.
bất kể cái loại thuốc nào khi bạn dùng liên tục thì nó cũng gọi là không có lợi cho, không có lợi cho cơ thể hết, và chúng ta sẽ chịu đựng cái được và cái mất. Trong khi nó chuyện nó mắc cười là như vậy, trong khi là chỉ cần quan tâm đến dinh dưỡng, ngay cả khi bạn đã bị bệnh rồi, bạn kè chứ dinh dưỡng đây, kèm dinh dưỡng. Dinh dưỡng anh cơ bản là ăn uống làm sao để mà bạn phục hồi cơ thể, là bạn duy trì cơ thể đó. Nhưng mà cái vòng này nó có đường nó thoát ra, tại vì cái mối thoát ra nó có thể nằm ở đây, nằm trong chuỗi dinh dưỡng này ha. Tuy nhiên nó có cái chuyện nữa nè, là vì rằng là bạn không có kiến thức, bạn không muốn có kiến thức, là bạn chỉ nghe bác sĩ thôi, mà bạn biết rồi, đi khám bệnh bác sĩ này nói như vậy, bác sĩ kia nói như vậy, bác sĩ nọ nói như vậy, mỗi bệnh viện mỗi khác. Đó là một cái câu chuyện nó rất là phức tạp, và do đó rằng đó là bạn bạn không có chuẩn bị sẵn cái tinh thần để mà bạn gọi là gỡ gỡ rối khi mà bạn gặp vấn đề về bệnh mãn tính. Cũng giống như là mình có một người nhà hồi xưa khi mà bị ung thư, bị ca y chang luôn, ca xong đi rồi khám khám xong rồi phẫu thuật. Thời điểm đó mình không có tìm hiểu về dinh dưỡng, thật sự là mình không không tìm hiểu về dinh dưỡng luôn. Rồi sau đó là theo dõi và quay lại cái đường này y chang vậy luôn. Rồi lúc đó mình hỏi bác sĩ, mình có đặt một câu hỏi cho bác sĩ, tại vì lúc đó mình cũng hơi loáng thoáng về câu chuyện là dinh dưỡng nó có liên quan đến ca. Ăn gì? Rồi, vậy bữa ăn nên ăn cái gì? Hạn chế gì? Thì bác sĩ trả lời một câu: ăn gì cũng được, ăn gì cũng được bạn. Bác sĩ trả lời mình. Đây là cái câu trả lời mà khiến mình thất vọng nhất, là tại vì á, bạn biết á, là ví dụ như là bạn bị ca đại tràng đi, thì đa số nó đến từ cái chế độ ăn uống của mình, chứ nó không phải, nó đến từ một cái yếu tố nó gọi là giống như là bạn bị nhiễm phóng xạ, hoặc là bạn bị làm việc trong môi trường độc hại lâu. Nó là yếu tố nội tại của bản thân, nếu bản thân mình là mình làm, mình tự mình sinh cái chuyện đó ra. Bây giờ ăn uống làm sao, đổi lifestyle làm sao, đổi lối sống làm sao, vân vân. Thì bác sĩ nói ăn gì cũng được, không quan tâm, rồi từ từ theo dõi. Đó. Thì kể từ đó là mình mới bắt đầu mà tìm hiểu, mà cái công cuộc tìm hiểu của mình thời điểm đó đó mình kể lại cho các bạn nghe là nó rất là vất vả. Rất vất vả. Vất vả và không có hiệu quả ha. Và ít hiệu quả thì nó không có cũng không đúng. Hiệu quả. Tại vì sao bạn biết không? Tất cả mọi thứ là đều đến từ chữ rối. Khi bạn đã rối rồi thì bạn không có thể nào bạn làm được cái gì hết trơn á. Do đó là sau những cái câu chuyện đó mình mới nghĩ đến cái chuyện là chúng ta phải cần chuẩn bị trước cả. Chuẩn bị trước cả, chứ không phải là đợi đến giờ rê rồi là nước tới chân mới nhảy, thì lúc đó là nhảy đi đâu. Giống như là mình biết cái nhà của mình ở cái khu nó hay bị ngập rồi, thì mình phải chuẩn bị trước. Chuẩn bị cách nào đó thì mỗi nhà sẽ có những cái cách chuẩn bị khác nhau, tùy vào hoàn cảnh của riêng của mỗi nhà đó. Nhưng mà mình không thể nào mình nói ok thôi tao biết nó ngập rồi, thôi kệ nó ngập vô rồi, tao cứ dọn đồ cứ mỗi ngày hoặc là mỗi tháng cứ cứ lúc mà triều lên là mình cứ làm vậy, thì các bạn chịu khổ thôi, và bạn rất là bị động trong những cái câu chuyện về về gọi là về thiên tai, hoặc là về bệnh tật, hoặc là về những cái gì đó khác, vân vân. Do đó trong cái clip ở trên đó mình có nói là bạn bạn mà ví dụ mà bạn muốn giảm cân, rồi bạn rối lên, bạn nói ôi trời ơi, này nặng quá rồi, này căng thẳng quá rồi, chuẩn bị đi đi ăn cưới này nọ vân vân, do đó là bạn ngồi bạn nhịn ăn 2 ngày để mà mặc vô bộ đồ đẹp, cái đó là bạn dại, cái đó là bạn hại bạn thôi. Tại vì bạn tưởng tượng là tới lúc mà bạn 50 tuổi hoặc là 60 tuổi, bạn vẫn muốn mong muốn là bạn được đẹp, nhưng mà rồi cũng có những cái người con cháu cũng đi đám cưới và bạn cũng làm y chang vậy, là bạn lập tức bạn gục liền. Do đó là mình rất là hy vọng là các bạn cứ nghe sơ cho vui những cái lời mình chia sẻ, nhưng mà bạn có một cái sự chuẩn bị nào đó để mà ví dụ như bạn biết rằng là khi mà bị ca đó, bây giờ mình mới biết ha,
và đây là một điều rất là đáng tiếc. Khi mà bị ca đó thì là bạn bắt buộc bạn phải tăng cường rau xanh, giảm tối đa, thậm chí là không ăn luôn các loại thịt, và không ăn, tăng tăng cường các loại gọi là ngũ cốc nguyên hạt. Rồi cái nguyên lý nó chỉ đơn giản vậy thôi, và sau một thời gian đáng kể thì mình mới rút được bài học này, và trải qua một số những kinh nghiệm tương đối là đen tối thì mình mới rút ra cái kinh nghiệm này. Và gọi là giảm toàn bộ nha, mà nó giảm toàn bộ sữa động vật. Mình sẽ có một cái câu chuyện nói về cái sữa động vật này sau. Nhưng mà hiện tại á, các bạn có hiểu là cái sữa động vật á, nó luôn 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 nó có chứa hormone của con mẹ. Tại vì bạn cũng giống như người người bình thường thôi, hoặc là những con vật cũng giống người bình thường thôi, nó phải có con thì nó mới có sữa. Thì trong cái sữa đó là nó sẽ phải chứa luôn những cái hormone để cho con nó phát triển, thì đó là tự nhiên, nó là như vậy rồi. Bây giờ chúng ta đùng cái chúng ta ngồi chúng ta nạp vô ngày 3 ly sữa. Và cái mà điều mà mình khẳng định cho các bạn được á, là không uống sữa động vật. Sữa động vật không dẫn đến không bị loãng xương nha. Rồi, đây là mình khẳng định với các bạn thông qua các bằng chứng của người nhà mình luôn, và ở trên trên 72 tuổi rồi. Những cái bệnh khác thì mình không nói. Nhưng mà loãng xương riêng về mặt sữa là không uống sữa, loại bỏ hoàn toàn sữa sữa động vật ra thì vẫn không bị loãng xương. Rồi, và đây là một cái liệu trình. Bạn vẫn phải, khi mà bạn đã bị ca rồi nha, bạn nên nhớ nha, mình không có nói với các bạn là bạn đừng có chữa trị gì hết nha. Một khi mà bạn đã bị ca ở những giai đoạn cấp tính đó, thì là bạn phải tuân theo chỉ định của bác sĩ. Ha, bác kêu mổ là mổ, bác kêu uống thuốc là uống thuốc, nhưng mà bên cạnh đó bạn phải kèm, có một cái thứ không nên tuân theo, đó là dinh dưỡng. Bạn phải kèm dinh dưỡng vào, bạn kèm ăn uống sao vào. Và cái chuyện ăn uống này mình nói với bạn đó là nó tưởng nó dễ, nhưng mà bạn phải chuẩn bị trước, là tại vì tới lúc đó là bạn đã bị rối rồi, bạn rối rồi. Bạn nên nhớ là rối nha, cái câu chuyện của rối này là như này: trời ơi, tôi đang bệnh mà bây giờ mà không cho tôi ăn thịt nè, không cho tôi ăn cơm trắng bánh mì, mà bắt tôi ăn toàn là rau, rồi ăn ngũ cốc nguyên hạt, rồi không cho uống sữa động vật nữa. Trong khi người này kia người nọ thì vẫn khuyên là bạn có 100 người bạn, hết 99 người bạn của bạn là khuyên là bạn uống sữa rồi, còn người còn lại là không có ý kiến. Đơn giản vậy thôi, tại vì đây là cái cơ chế quảng cáo của thị trường mà. Rồi, do đó có một cái câu chuyện của bạn nên nhớ là phải chuẩn bị trước. Cái cách chuẩn bị trước á, nó nửa dễ và nó nửa khó, nhưng mà bạn có thể bạn thử. Bạn nói ví dụ bạn ăn, gọi là ăn dinh dưỡng đi, mình dùng cái chữ chỗ khái niệm trên một lần một tuần có chết đâu. Bạn nên nhớ là đây là cái chế độ dinh dưỡng của chế độ này, dinh dưỡng này đó là chế độ của các nhà sư, các nhà thông thái, toàn là những người người ta giảng đạo cho mình nghe thôi. Do đó rằng đó là họ không có chết, họ thậm chí họ còn thông minh hơn chúng ta, họ còn khỏe hơn chúng ta nữa. Do đó rằng đó là chắc chắn là không bị. Rồi sau đó là bạn có thể bạn tăng lên 2 lần, 3 lần, 4 lần, vân vân. Những lần khác thì bạn vẫn ăn. Và có những cái câu chuyện nữa là gì nè, khi mà cái gọi là cái bữa ăn đó, trong nhà của bạn, ví dụ bạn sống 2 thế hệ đi, thì bạn và con bạn là hai hai cái nhu cầu dinh dưỡng hoàn toàn khác nhau. Mình có thể mình tập, nhưng mà cái nhu cầu dinh dưỡng của con bạn á, là một cái nhu cầu mà đang phát triển, nhưng mà nó sẽ khác hoàn toàn với nhu cầu của bạn ha. Hai cái này là khác nhau hoàn toàn, và bạn đừng có
nghĩ về cái chuyện là mình không ăn thì con mình sẽ không tốt, vân vân, phải vậy đâu. Bạn bạn khi mà bạn có 80 tuổi, con của bạn có 60 tuổi, cháu của bạn ở 40 tuổi và chắc của bạn ở 20 tuổi, thì mỗi cái người trong gia đình của bạn đều có chế độ ăn khác nhau và cái kiểu ăn khác nhau. Thậm chí lúc đó mình ở 80, nhiều khi mình rụng hết mớ răng đáng kể rồi, lấy gì mà ngồi ăn thịt cho mấy đứa nhỏ nữa. Cho nên chuyện này là chuyện hiển nhiên sẽ phải xảy ra, và bạn tập dần dần. Mà bạn tập này, cái lợi của bạn là gì? Mình nói đầu 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 tiên, cái lợi lợi lớn nhất của bạn là tiết kiệm chi phí, cực kỳ tiết kiệm chi phí luôn. Vì rằng là bạn tiết kiệm được thời gian, nấu rất nhanh, và tiền bạc hết. Phần đó, phần còn lại bạn muốn làm gì cũng làm. Bạn ăn một bữa thì bạn tiết kiệm được bữa, bạn ăn hai bữa, bạn ăn tiết kiệm hai bữa, thì mình vẫn đảm bảo được là có đạm, có này, có nọ. Một ví dụ như 100 g đậu hũ ngày hôm nay, mà nó ví dụ, mặc dù đậu hũ là thực phẩm chế biến sẵn không quá tốt của sức khỏe đâu, nhưng mà nó vẫn tốt hơn miếng thịt. Và cái đậu hũ của bạn, 100 g đậu hũ là trị giá của nó khoảng chừng 2.000, 3.000. Còn 100 g thịt bò là gấp 10 lần ấy. Do đó là nhiêu đó thôi là bạn biết là bạn đã tiết kiệm cái công sức và cái tiền bạc của bạn đến mức nào rồi. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi, mình hy vọng rằng là bạn có thời gian mà đọc lại những cái câu chuyện của FDA, và bạn hiểu được rằng FDA cũng chậm lắm, cũng chẳng có nhanh chóng gì đâu. Và có những cái ẩn số, muối ẩn, chất béo ẩn, hoặc là đạm thực vật, động vật ẩn, vân vân. Tất cả những cái đó nó họ các nhà sản xuất đều ẩn được hết. Và bạn sẽ không bao giờ bạn biết được trừ khi bạn đọc cái bao bì. Mà cái bao bì á thì nó cũng có cái độ chính xác tương đối của nó thôi, chứ nó không phải là chính xác tuyệt đối đâu. Tại vì bạn nghĩ làm sao 10 triệu gói mì, là gói mì nào cũng giống y chang gói mì nào, chuyện đó nó không tồn tại. Do đó rằng nó cũng chỉ là tương đối thôi. Và do đó rằng là mình hy vọng rằng là mình sẽ tạo cho các bạn một chút xíu động lực để mà có thể bắt đầu chuẩn bị cho cái những cái bữa ăn nó tốt hơn cho sức khỏe của các bạn. Vậy thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã nghe, và hẹn các bạn ở trong một cái clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.